Con yêu quái tập này không hề tầm thường một chút nào, mọi người mau đến xem, nó đang ra đấy. Theo như tôi có thể thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai cánh tay to lớn này cũng phải 2 thước 8. Bạn hãy nghĩ xem, sao nó lại chui vào một chiếc hộp nhỏ thế chứ? Các bạn xem cái đầu của nó còn có khuôn mặt như của một cô con dâu nhỏ. Nhìn lại cái da mông như cái rèm này đi, giống như một miếng bông lớn vậy. Mọi người đừng bị lừa vội, nhìn hình dáng của yêu quái này, mẹ ơi, mặt trước trông giống như một con trâu trấu khổng lồ có khuôn mặt người. Nhìn lại sang một bên khác, oa, hãy nhìn hai chiếc chân to khỏe và mạnh mẽ này. Thực chất đây là một ác thần cổ xưa có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Cơ thể nó là từ một con bướm biến thành, trải qua nghìn năm có được hình dạng con người, còn được gọi là tiên hoa. Ở cái tuổi lẽ ra phải có hoa, trùng hợp lúc đó cuộc đại loạn ở Mỹ thế kỷ 17 tới, bị ăn mòn bởi hàng ngàn ác linh Ấn Độ. Cuối cùng nó biến thành một con sâu bướm bẩn thỉu và độc ác. Nó bị thủ lĩnh Maya cùng 10 vị linh mục phong ấn trong quan tài, cái miệng khổng lồ giữa hai chân. Tất cả những người bị nuốt chửng đều biến thành ma, linh hồn vĩnh viễn không bao giờ được siêu thoát. Hôm nay hãy để tôi dẫn các bạn đi xem bộ phim tà ác này nhé. No one get out alive. Tôi vào phim đây, và lúc nữ anh hùng của chúng ta vẫn chưa được sinh ra, bố cô đã là một hồn ma rồi, tháng trước thì mẹ cô cũng vừa ra đi. Từ nhỏ mất bố lớn lên mất mẹ, bây giờ không còn nơi nương tựa. Cô đã hối lộ cho anh giao hàng biên giới 200 đô, đóng gói chính mình như hành lý và bí mật gửi đến Kansas, Mỹ. Nhưng mà, cô không hề có hộ khẩu, bình thường chỉ có thể đi làm công. Cô nghĩ bụng, đợi đến khi tiết kiệm đủ tiền cô sẽ tìm đến chợ đen và mua hộ khẩu ở Nam California. Đến lúc đó, dựa vào tướng mạo và thân hình của mình, có lẽ có thể sống một cuộc sống khá giả, công việc tạm thời thì coi như có rồi. Nhưng ngày nào cũng ở khách sạn không phải một cách hay. Hôm nay cô gái tình cờ nhìn thấy một quảng cáo cho thuê, bên trên viết rằng một phòng ngủ và một phòng khách. Ánh sáng tuyệt vời, không cần đăng ký hộ khẩu, chỉ cần xách vali vào ở, 300 một tháng, cược 1 trả 3, chỉ phụ nữ mới được vào ở. Cô gái nhìn thấy lập tức động lòng, cô không nhiều lời lập tức cầm theo hành lý tìm đến cửa, vừa nhìn mới phát hiện, đây là một tòa nhà xây theo phong cách châu Âu cũ 5 tầng, nhưng hoàn cảnh xung quanh thì không cần nói, hoang vắng vô cùng. Người cho thuê là một người đàn ông ở độ tuổi 40, gọi là người cho thuê nhà nhé. Theo lời kể của anh, ông già của anh đã chết cách đây không lâu. Căn nhà này anh cũng vừa mới tiếp nhận, chứ cô em gái lớn, cô chính là người khách thuê thứ hai. Nhà ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh đều là dùng chung, ngoại trừ chú ý vệ sinh cá nhân. Nếu không có việc gì làm vào ban đêm thì đừng đi lang thang trong tòa nhà. Thực ra điều kiện nơi này có hơi cũ và rất cơ bản, nhưng đối với cô gái mà nói thì nó đã quá đủ rồi, dù sao cũng là người trốn đến đây. Vì vậy cô gái đã lấy hết tiền của mình và trả tiền đặt cọc. Phòng lớn quá, một người ở khó tránh khỏi có cảm giác kỳ lạ. May mà lại có hai người con gái chuyển đến ở. Buổi sáng, cô gái tiếp tục đi làm. May mắn cho cô là ông chủ và đồng nghiệp rất thân thiện. Lúc đầu khi cô chọn đến Kansas, cũng bởi vì người anh họ xa của mẹ cô là người sống ở đây. Mẹ cô đã giao phó cho người anh đó trước khi ra đi, nên hôm nay cô gái mới đến đó thăm gia đình họ. May mà người nhà người chú này đều vô cùng nhiệt tình. Hơn nữa còn đồng ý sẽ giúp cô tìm công việc, nhưng tiền đề là cô phải có hộ khẩu cái đã. Nên những điều này đành nói sau, lần đầu gặp mặt, cũng tìm hiểu lẫn nhau trước đã. Đến tối lúc về nhà, nhìn từ phía không có ai, tính tò mò của cô bắt đầu nổi lên. Cô phát hiện căn phòng dưới tầng hầm bị khóa lại, trên cửa còn có vài vết cào. Cô đang cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên bắt gặp người cho thuê nhà. Trời ơi, đã bảo không có chuyện gì đừng đi lại lung tung. May mà lúc này người chú họ định giới thiệu công việc giúp cô. Cô gái liền nghĩ, ông chú cho thuê nhà này có thể đưa tiền cọc trả về cho cô trước được không? Cô muốn đi tìm người làm hộ khẩu trước. Ông chú cho thuê nhà nói, tiền đã dùng hết rồi, tạm thời không biết lấy đâu ra, vậy thời tạm thời đợi vài ngày rồi nói đi. Đến giờ mọi chuyện vẫn được coi là khá thuận lợi, những điều tà ác cứ nối tiếp nhau. Tối đó cô gái mơ về cảnh mẹ cô trước khi mất, còn bản thân đang nằm cạnh giường bệnh. Trong giấc mơ đột nhiên mẹ cô hỏi cô rằng trong góc tường có thứ gì thế? Cô quay đầu lại nhìn, trong góc tường đặt một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo. Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, từ trong chiếc hộp có hai bàn tay thò ra mở nắp hộp. Cảnh này dọa cho cô gái sợ đến bật tỉnh. Ngày hôm sau khi đi làm, có một con bướm đậu trên vai cô. Trong nháy mắt, một bàn tay sờ vào cổ cô. Cô gái trong bụng nghĩ chắc là do mình làm việc áp lực quá, chứ không có chuyện gì đâu. Từ đó, sau khi tan ca, cô gái đến quán bar với cô bạn da đen đồng nghiệp của mình uống vài ly. Cô gái vô ý nhắc tới chuyện hộ khẩu của mình, khiến cho tâm trí cô rối bời. Nhưng cô đồng nghiệp lại rất trượng nghĩa nói, cô gái hãy đưa tiền trên người cho cô bạn này, phần còn thiếu cô ấy sẽ bù cho cô. Vừa hay cô bạn ấy quen một người làm hộ khẩu, chuyện này ngày mai là xong. Về sau kiếm được tiền rồi cô gái trả lại cho cô đồng nghiệp này là được. Nói như vậy, mà cô gái cũng tin thật, lật sạch hết túi của mình. Tôi đến về nhà, một người với cái đầu hói kỳ lạ xuất hiện ở hành lang, đứng ở cửa tầng hầm, cộc 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 dùng đầu đập vào cửa. Cô gái nghĩ mình không nên lo chuyện bao đồng thì hơn. Sau đó, ở nhà bếp cô gặp người chủ cho thuê mới biết rằng, hóa ra đó là anh trai của người cho thuê nhà. Theo lời của anh trai của anh ta thường uống rượu, thần trí không được bình thường. Nhưng cô gái vẫn cảm thấy có chỗ gì đó không đúng. Bạn nghĩ xem, ở bao nhiêu ngày như vậy, sao trước đây chưa từng gặp người anh trai này chứ? Thế là cô nhân lúc không có ai, lén lút vào phòng của người cho thuê nhà, lục soát một hồi phát hiện, những thứ ở đây phần lớn đều là đồ đạc của người bố anh ta để lại. Có những thứ như máy ghi âm của ông bố,
nghe giống như niệm kinh nhưng cô gái cũng chẳng hiểu. Ngoài ra còn có một số cuốn sách về các nghi lễ bí ẩn vân vân, nhưng những cuốn sách này cũng không hề dọa người, vừa là hiến tế vừa là triệu tập. Ngoài những điều này ra còn có những mẫu vật bươm bướm ở trên tường. Lúc này cô gái không hề biết rằng bố của anh ta chính là một nhà khảo cổ học. Chiếc hộp chứa ác thần được đào lên từ Mexico chính là được ông ta cất giữ trong căn nhà này. Vốn dĩ cô gái hẹn với cô đồng nghiệp da đen là ngày hôm nay sẽ lấy sổ hộ khẩu, nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy đâu. Cô gọi điện thoại đến cũng không có người nhấc máy. Đợi đến khi cô gái về xưởng hỏi mới biết rằng là cô đồng nghiệp đó đã từ chức bỏ chạy rồi. Mẹ ơi, đúng là thất đức mà. Cô gái nhìn thấy tiền đồ phía trước một màu đen kịt. Tiền không đủ không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là những điều kỳ lạ sắp xảy ra rồi. Vào lúc cô gái đang muốn tắm nước nóng thư giãn một chút, đột nhiên nghe thấy có tiếng lạ trong đường ống thoát nước. Cô nghe thật kỹ, hình như là cô gái hàng xóm đang hét lên cầu cứu. Nháy mắt một cái, một cảnh quỷ dị xuất hiện, một người phụ nữ với đôi mắt sáng trưng đang đứng ngoài tấm rèm. Khi cô gái kéo rèm ra, người phụ nữ liền biến mất. Đến tối mọi chuyện càng kỳ lạ hơn, ngủ đến nửa đêm đột nhiên cô gái bị tỉnh giấc. Ngồi dậy nhìn một cái, mẹ ơi, cửa phòng cô đột nhiên bị mở lớn. Cô gái bước tới xem, ngoài hành lang có một chiếc hộp, tiếp theo đó là dấu chân tiến về phía cô, hơn nữa còn có tạp âm của phụ nữ hướng về phòng của cô gái. Cô quay đầu nhìn, má ơi, đằng trước và sau cô có hai hồn ma nữ, hai hồn ma này còn đang nói chuyện với nhau, cứ như đang cãi nhau vậy. Đại khái là hồn ma đó nói rằng nếu như không hại chết cô thì ác thần sẽ hại chết tên đó. Nói xong hai tên đó bắt đầu đánh nhau, đánh từ phòng cô xuống tận dưới tầng. Bạn xem ồn ào như vậy còn phải nói ư? Tôi đã nói rồi, làm sao có chuyện thuê phòng rẻ như vậy chứ? Thì ra là nơi này có ma. Cô gái bị dọa sợ tè cả ra quần. Lúc quan trọng cô gái chỉ có thể cầu cứu người chủ họ, nhưng mà lúc này chú ấy đang đi công tác ở nơi khác, cứu cô không nổi rồi. Thế là cô gái không chút do dự gói ghém hành lý rời đi. Nhưng ngày sau của cô vô cùng thê thảm, sống ngoài đường không một xu dính túi, công việc cũng mất, không có nơi nào để đi, thảm không nỡ nhìn. May mà người cho thuê nhà vẫn có một chút nhân tính, chủ động tìm đến cô, nói sẽ đưa cô về lấy tiền. Bạn xem, cô gái này lại bị lừa quay trở lại rồi, còn quá trẻ nên không biết nhìn người. Sau khi trở về, không hề liên quan gì đến tiền. Người đàn ông này tàn nhẫn hơn em trai mình rất nhiều, ông ta không hề nói nhiều. Sau khi bị ép uống một chai rượu gạo lâu năm, cô gái và các chị em trong tòa nhà đều bị nhốt lại. Mấy cô vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng nghĩ, ăn cắp của cải chắc chắn là không thể, trên người họ căn bản không hề có tiền, cùng lắm là bị cướp sắc. Nhưng mà, họ không hề biết rằng có một con sâu bướm lớn đang chờ ăn thịt họ. Nửa đêm, cả tòa nhà tràn ngập tiếng hú hét của phụ nữ. Bạn nghe là bị dọa sợ liền, cô gái ngẩng đầu nhìn, má ơi, trong phòng toàn là phụ nữ, những người này đều là bị ác thần đó ăn thịt không thể siêu thoát. Quay đầu nhìn, hai chị em kia cũng không thấy đâu nữa. Lúc này cô mới hiểu ra, cô chính là người phụ nữ cuối cùng ở nơi này rồi. Chuyện này so với cướp sắc nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng cô gái khá may mắn, có một người chú họ khá đáng tin cậy. Ông ấy vừa công tác về đã đến tìm cô, cứ bám theo tên cho thuê nhà kia không buông, mau đưa cháu gái tôi ra đây, không là tôi tẩn cho anh một trận bây giờ. Cô gái nghe thấy tiếng động nhìn xuống, ô, chú mình đến cứu mình rồi. Thế là cô liều mình đập vỡ cửa kính, người chú nhìn thấy cô cháu gái thực sự ở bên trong. Ông ấy đẩy tên cho thuê nhà một cái rồi chạy lên trên lầu, nhưng mà hai người họ còn chưa kịp nhìn chính diện đã bị ông anh của tên cho thuê nhà bắt mất. Từng búa khiến ông chú chết ngoài cửa, đến răng còn rơi cả ra. Ai da, bạn xem bạn làm cái gì thế này, còn kéo cả chú mình ra đi luôn rồi. Đến giờ cô cũng chẳng khóc chẳng náo loạn nữa, dù thế nào đi nữa thì cũng chết không bằng chết thản nhiên một chút. Công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã hoàn tất, sắp tới lúc cô bị đưa lên rồi. Tên cho thuê nhà nói với cô, ở dưới tầng hầm có một chiếc hộp, bên trong có một yêu quái, anh trai của anh ta là người đại diện cho nó, đợi lát nữa xuống dưới để nó cắn cái đầu một cái là xong chuyện rồi. Cô gái vô cùng bất an sau khi nghe điều này. Oa, mấy lời như này mà anh trai cũng nói được, sao anh không thử đưa đầu mình cho nó cắn một cái xem? Lời còn chưa nói hết, tên anh trai đã đi vào, nhìn một cái, những đường gân trên đầu nổi lên, như thể toàn thân anh ta chứa đầy sức mạnh tà ác. Không nói nhiều lời, anh ta kéo cô lên và bế cô xuống tầng hầm, đi qua những ngóc ngách. Trên đường đi, linh hồn của những người đã mất cứ như đang dõi theo cô, ít nhất phải có hàng chục người. Anh ta vứt cô một cái xuống đất, sau đó kéo một thi thể mất đầu ra ngoài. Mẹ, sợ quá đi mất thôi. Sau khi xử lý xong thi thể kia, cô gái bị trói lại trên cái đài. Cô đã hoàn toàn trở thành con cá trên thớt, mọi chuyện đã chuẩn bị hoàn tất, thời gian dùng bữa của ác thần đã đến. Tên anh trai từ từ mở chiếc hộp ra, vì để không ảnh hưởng đến nhã hứng của ác thần, anh ta nhanh chóng rời đi rồi đóng cửa lại. Sau đó con quái vật từ rừng nhiệt đới Nam Mỹ xuất hiện. Bạn xem, trước đó tôi đã miêu tả rồi đấy, hãy nhìn những cánh tay to lớn đó đi. Tôi cho rằng đây có lẽ là sự kết hợp giữa một con bướm đêm và kinh công Barbie. Bạn thấy đấy, khuôn mặt đó khá quyến rũ đấy chứ. Con quái vật từ từ bước tới chỗ cô gái. Ác linh xuất hiện với hình dạng thật, cô gái lại rơi vào ảo ảnh. Cô lại trở về lúc trước khi mẹ cô mất. Ác thần có hai chân hợp thành một, tạo dáng như ngồi xổm trên bồn cầu, bởi vì vị trí cái miệng của nó có chút kỳ lạ ở giữa hai cái chân. Nói trắng ra là từ đâu ẻ ra thì từ đó ăn vào, ăn và ị cùng một lúc không chần chừ. Tay nó chạm vào đầu cô gái, dùng hết sức bình sinh định khiến tâm hồn cô đầu hàng.
Trong mộng cảnh nó hóa thân thành mẹ cô gái, cố gắng thuyết phục cô đầu hàng ác thần trong chiếc hộp, nhưng cô gái lúc này lại tỉnh táo bất ngờ, nhìn thấy cô gái có vẻ cứng đầu, ba mẹ cũng giả vờ nữa, nắm lấy cổ cô, muốn cưỡng ép cô khuất phục. Điều này khiến cô gái tức giận vô cùng, một con mà chết tiệt, còn muốn làm hại tôi. Cô gái dùng hết sức lực, mạnh mẽ bóp chết người mẹ trong ảo ảnh. Má ơi, cô gái này cũng được quá đó chứ. Ác thần hoàn toàn không ngờ rằng sự việc sẽ diễn ra như thế này. Thế là nó quyết định giữ lại mạng của cô. Sau đó nó buông tay, lại quay trở về chiếc hộp. Cô gái lúc này đã thay đổi hoàn toàn, không còn là cô gái yếu đuối khi trước nữa. Cô quyết định phải kết thúc sinh mạng hai tên khốn kia. Cô ấy lấy một thứ trên tường, nhân lúc hai tên kia không chú ý, một nhát chặt đứt chân của một tên. Tiếp sau đó lúc đang vật lộn với tên anh trai, một nhát cắt đứt động mạch máu của hắn. Vẫn còn không xóa bỏ được sự căm thù, cô lấy cái đao lớn đập từng nhát, đánh cho đầu của tên này nát tươm. Bạn nghĩ thế là xong rồi ư? Vì để cảm ơn ác thần tha cho mình một mạng, cô còn đem tên cho thuê nhà ra làm quà cảm ơn. Ác thần cũng chẳng khách sáo, một phát đầu tên thuê nhà chẳng còn nữa. Trong nháy mắt tên cho thuê nhà đã trở thành hồn ma, mãi mãi không được siêu thoát. Tất cả cuối cùng cũng kết thúc, nhưng đây không phải là kết cục. Cô gái vừa muốn rời khỏi căn nhà, đột nhiên một sức mạnh vô hình tràn đầy khắp người, tất cả vết thương đột nhiên lành lại. Kể từ đó, cô đã tiếp quản công việc của tên anh trai, trở thành người giúp ác thần. Đây vừa là món quà của ác thần, vừa là một lời nguyền độc ác. Bộ phim này không tồi, tôi nghĩ có thể có một phép ẩn dụ ở đây. Mọi người hãy suy nghĩ thử xem nhé. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây kết thúc. Cuối cùng có phải lời, những bộ phim như thế này có lượng khán giả tương đối ít. Hy vọng mọi người hãy like và chia sẻ để có nhiều người biết đến hơn. Nhớ comment nữa nhé. Vô cùng cảm ơn. Được rồi, chúng ta tập sau gặp lại. Tạm biệt.